Chào mừng chị em đã quay trở lại với bản tin chống tối cổ, lại là Trúc đây. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho quý vị những thông tin hay deal hot gì hấp dẫn, hãy cùng xem ngay nhé. Đến đầu giờ chiều 20 tháng 9, mưa lớn đã xuất hiện tại một số khu vực ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Dự báo mưa to cục bộ sẽ xuất hiện ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều và đêm nay. Cảnh báo, mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 21 tháng 9, mưa dông có khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong đó, khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và kéo dài đến khoảng ngày 23 đến 24 tháng 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực vùng trũng thấp. Ngày mai 21 tháng 9, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều hành giá xăng dầu chu kỳ mới. Giá một lít xăng được dự đoán giảm 140 đến 310 đồng một lít, trong khi giá dầu có thể hạ 1.600 đồng. Trong một tuần qua, giá dầu có thời điểm tăng lên gần 96 USD một thùng, sau đó giảm xuống sát ngưỡng 90 USD một thùng. Giá dầu WTI chuẩn Mỹ cũng giảm từ gần 90 USD một thùng hôm 14 tháng 9 xuống 85,1 USD một thùng. Theo lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, giá dầu thế giới giảm, chắc chắn giá trong nước cũng giảm theo. Trong khi đó, dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 14 tháng 9 với RON 92 là 99,6 USD một thùng, RON 95 là 103,79 USD một thùng, giảm nhẹ tiếp so với những ngày trước đó. Riêng giá dầu về mốc 120 USD một thùng, giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, thị trường xăng dầu nội địa đã trải qua 24 lần điều chỉnh, trong đó 13 lần tăng, 10 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Nếu trong kỳ điều hành sắp tới, giá xăng tiếp tục giảm sẽ đưa mặt hàng này về mức giá của tháng 10 năm 2021. Chiều ngày 19 tháng 9, diễn viên Trúc Anh xuất hiện tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh với gương mặt bầu bĩnh, dáng vóc đầy đặn hơn trước khá nhiều. Trao đổi với VNE, Trúc Anh cho biết hiện nặng 61kg, tăng 8kg so với trước và đang dùng nhiều phương pháp khoa học để giảm. Thời gian qua, cô tăng cân nhanh chóng do ăn uống ngon miệng. Ngoài ra, cô bị thoái hóa khớp chân nên ít vận động. Việc quá cân khiến thể lực cô giảm nhiều. Trúc Anh nói, hơn một năm nay, chuyện cân nặng trở thành áp lực của tôi. Tôi rất tự ti mỗi lần ra ngoài hoặc đi sự kiện. Hiện tại, tôi đặt mục tiêu trong vòng 3 tháng phải lấy lại được chỉ số 53kg. Trúc Anh sinh năm 1998, từng đóng một số sitcom, web drama. Năm 2019, cô được biết đến qua nhiều vai Hà Lan trong phim Mắt Biếc, phim doanh thu 180 tỷ của Victor Vũ. Năm 2021, cô tiếp tục đóng chính trong phim điện ảnh của Victor Vũ, Thiên Thần Hộ Mệnh. Ngoài phim ảnh, cô theo học quản trị truyền thông tại Đại học Greenwich, thành phố Hồ Chí Minh. Người tình trong mơ Adam Levine sau thời gian nghi ngắn với âm nhạc thì bất ngờ ăn phốt. Summer Stroop, một cô người mẫu ở Texas, Mỹ, nói với tờ Marca hôm 19 tháng 9 rằng cô và Adam đang tàng tiệu sau lưng vợ trưởng nhóm Maroon 5. Theo Summer, cô có lỡ tay gửi một số đoạn chat cho bạn bè và đám bạn tưởng là tin tưởng được đó hiện đang muốn bán ảnh cho báo chí kiếm tiền. Vì vậy, cô nàng quyết định tự mình công khai luôn cho lẹ. Summer cho biết cô và Adam Levine thường xuyên trò chuyện qua Instagram, cả hai dang díu đã được hơn một năm nay. Trả lời báo chí, Summer thậm chí cho biết chả mấy thoải mái khi ở cạnh ngôi sao. Cô tố Adam lợi dụng và thao túng tâm lý mình. Trưởng nhóm Maroon 5 bị tố ngoại tình sau 2 tuần People xác nhận vợ anh siêu mẫu Shrim Thlu đang mang bầu con thứ 3. Ngày 6 tháng 9, cô lộ bụng bầu lớn khi ăn trưa cùng chồng ở Santa Barbara, khoảng 3 tháng nữa cô sẽ lâm bồn. Levine là trai hư nổi tiếng đào hoa trong showbiz, anh từng yêu đương chóng vánh nhiều siêu mẫu người đẹp. Vào năm 2012, khi Shrim Thlu hẹn hò Levine, nhiều người nghĩ mối tình này cũng chỉ thoáng qua. Tuy nhiên, trước sự bất ngờ của khán giả, hai ngôi sao tổ chức lễ cưới vào năm 2014. Cặp sao tròn 8 năm cưới vào tháng 7, nam ca sĩ dành những lời ngọt ngào cho vợ. Thậm chí, theo lời chân dài Texas, Adam từng nhắn tin cho cô, ngỏ ý muốn lấy tên Summer để đặt tên cho đứa con sắp chào đời. Wow, khúc này thì thật chẳng hiểu nổi đàn ông nữa phải không chị em? Hiện sự việc đang khiến dư luận chao đảo, không ít fan nữ của Adam thất vọng, thậm chí phẫn nộ, nhưng trai hư thì vẫn im bặt. Hẹn chị em bản tin sau kể tiếp. Trong đoạn video ngắn được quay lễ tang nữ hoàng Elizabeth II tại London chiều qua, công chúa Charlotte 7 tuổi nghiêng người về phía anh trai, dùng tay ra hiệu và thì thầm: anh nhớ phải cúi đầu đấy. Hoàng tử Charles, người hiện đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh, chăm chú lắng nghe và gật đầu để thể hiện mình đã hiểu. Lúc linh cữu nữ hoàng được rước qua hai em bé hoàng gia ở cổng Wellington để chuẩn bị cho lên xe tang, hoàng tử Charles cúi đầu trong khi em gái nhún gối cúi chào cùng lúc với mẹ Kate Middleton, nữ công tước Sussex Meghan Markle và vương hậu Camilla. Ngoài tuân thủ quy tắc hoàng gia, Charles còn tới dự lễ tang khi đem món nữ trang đầu tiên, một chiếc trâm cài áo hình móng ngựa bằng kim cương, món quà của bà cố nội. Công chúa cũng lần đầu tiên đội mũ khi cùng gia đình dự đám tang ở tu viện Westminster. Giống như Meghan và vua Charles III, Charlotte cũng bật khóc vì xúc động ở sự kiện trang trọng này. Trong bức ảnh được chụp lại, vương phi xứ Wales đặt bàn tay lên lưng con gái nhỏ để an ủi trước khi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn vào nhà thờ. Chăm xế chuẩn gu với loạt deal đồng giá 1.000 rẻ như cho. Tại sàn thương mại điện tử Shopee, hàng loạt đồ phụ kiện cho xế yêu của bạn đang được đồng giá chỉ 1.000 đồng, tha hồ lựa chọn, như bộ khóa cài, mũ bảo hiểm đủ loại thay thế cho tất cả các loại mũ nón bảo hiểm trên thị trường, móc gắn ghế xe ô tô thiết kế hai đầu móc mạnh mẽ sử dụng treo túi đựng đồ dùng tiện lợi, hay phụ kiện gắn mũ bảo hiểm B-Collar.
Ngoài ra còn hàng loạt sản phẩm giá 1.000 cho bạn. Mùa bảo hiểm chính hãng sale hàng loạt tới 50%. Tại sàn thương mại điện tử Tiki, hàng ngàn sản phẩm mùa bảo hiểm cho dân phượt, cô nàng cá tính hay cho bé đều được giảm rất sâu. Như mùa bảo hiểm nửa đầu có họa tiết SRT ASA05 kèm kính phi công, kính UV thời trang cá tính đang giảm gần 50%, còn 141.000 đồng. Mùa bảo hiểm cho bé SRT tem siêu nhân đỏ lót ép nhiệt cao cấp giảm 40%, còn 189.000 đồng. Hay mùa bảo hiểm full face 2 kính GRO ST11 thời trang cá tính giảm 40%, còn 459.000 đồng. Ba thông tin hấp dẫn như vậy kèm theo đôi hot hit nữa thì làm sao có thể bỏ lỡ chứ chị em nhỉ? Chị em thấy hay thì hãy nhớ đón xem chương trình vào lúc 18 giờ hàng ngày nha. Còn bây giờ thì bye bye.